Vâng. Trở lại trận đấu này. Đăng Hiệp sẽ đánh với Văn Huấn. Vâng. Một đều. Huấn và Đăng Hiệp thì kèo này thì khá là cân nhau. Và thực tế cho thấy là cả hai cũng đang ăn miếng trả miếng, chưa ai hơn hẳn ai. Hai. Vâng. Điểm cho Văn Huấn. Đối rất chính xác. Trái phát là Đăng Nghiệp ép ngay vào góc trống. Vâng, 5 đều rồi. Vâng, em cảm ơn sự động viên của chị Đào Thị Lê ạ. Một lát nữa thì ánh sáng sẽ hơi mạnh và chiếu xuống mặt bàn khiến cho mặt bàn sẽ bị lóa một chút. Rất mong mọi người thông cảm, em có thể sẽ phải giảm độ sáng đi. Vâng, em chào anh Vũ Ngọc Bảy ạ. Dạ vâng, em đã nghe những ý kiến đóng góp của anh và người hâm mộ. Và ngay trong đêm hôm qua thì em đã cố gắng để thiết kế một bảng tỷ số mới và đầy đủ thông tin hơn để phục vụ tối đa cho nhu cầu xem và trải nghiệm của người hâm mộ. Còn việc đưa thêm các tình huống quay chậm thì thực sự thì có lẽ là hơi khó vì cần thêm camera nữa, và nếu dùng chính camera góc quay này thì có lẽ thao tác của em sẽ cần phải hơi nhiều. Em thì em đi một mình thôi, vừa quay vừa set up vừa bình luận, thực sự là cũng rất là nhiều cái công đoạn trong việc quay.
Thì việc đó thì em sẽ cố gắng để cải thiện trong thời gian tới. Rất cảm ơn anh đã có những ý kiến đóng góp để giúp ekip chúng em làm việc được chuyên nghiệp hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Còn trở lại với trận đấu, bây giờ tỷ số bây giờ là 9 đều rồi. Muốn đánh Hà Nội 2 thì Hà Nội 1 có những ai vậy anh? À, chào bạn Phan Tân. Thông tin bạn Phan Tân là đội Hà Nội 1 thì sẽ có Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức và Bùi Trung Kiên và Kiên Ái. Hà Nội 2 thì sẽ có Văn Huấn, Tuấn Kiệt và Gia Bảo. Vâng, 10 đều rồi. Thời điểm này thì có lẽ là ăn nhau về vấn đề tâm lý thôi. Tất hai thì cũng đục trồng như xoáy lên và khiến cho Đăng Hiệp phán đoán sai. Mười mười một và mười một đều rồi. Quá hay cho Văn Huấn, còn lối giật rất hay. Những tình huống ngả người ra giật. Đúng rồi, lấy người của TVT. TVT 1 thì sẽ là đạt chố là chố là Tạ Hồng Khánh, là thêm một người nữa. Mình đội Đồng Nai đang dẫn trước 2-0 rồi, trước đội Khánh Hòa. Hai điểm số đầu tiên thuộc về Đăng Hiệp. Hơi thiếu chân một chút. Vâng, Hải Dương 1 và Tuấn Anh có đánh ạ. Thông tin đến bạn Casio giải toán. Em chào anh Nguyễn Đức Kenta. Hai bạn này so với Sơn Tè thì thế nào? Thực tế thì bạn Sơn Tè thì đang không thi đấu, không tập luyện và thi đấu thường xuyên trong các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Còn bạn Đăng Hiệp và bạn Văn Huấn thì đang được tập luyện và thi đấu thường xuyên nhiều hơn. Có lẽ là phong độ của hai bạn sẽ là tốt hơn. Còn trong thi đấu thì không thể nói trước được. Em chỉ có thể đánh giá là nhỉnh hơn một chút thôi. Thi đấu còn rất nhiều vấn đề về tâm lý, về kỹ giờ. Vâng, bây giờ có một tình huống vắt tay đằng sau của Võ Hữu Quốc. Rất là phiêu. Quá hay, vâng. Đối giật qua lại đến 3-4 phát. Phần thắng thuộc về phía Đăng Hiệp. Ôi.
Vâng, trận đấu bàn bên cạnh, anh Tô Đức Hoàng đã phân bình tỷ số với vận động viên trẻ ở Đồng Nai. Đưa trận đấu đó vào set đấu thứ 5. Vâng, trong giải đấu lần này thì cá nhân ekip đánh giá rất cao những vận động viên trẻ có những tiến bộ vượt bậc, thì rất nhiều vận động viên trẻ đã chiến thắng các đàn anh của mình. Bảy sáu. Tám sáu rồi, 6-8. Đăng Hiệp đang chắc chắn hơn trong trận đấu này, trong set đấu này. Vâng. Ở team Hải Dương 2 thì em được biết là sẽ có bạn Duy Phong, Xuân Diện và Bùi Hữu Huy, tức là Huy Cắt. Hải Dương 3 thì có Việt Anh, có Văn Đạt và có Việt Long, và một vận động viên nữa em không nhớ tên. Để thông tin đến anh Hải Anh. Vâng, chào anh Đào Thanh. Vâng, mỗi người một công mỗi việc ạ. Mọi người rất là muốn vâng, mọi người rất là muốn biết được những cái sự chênh lệch về trình độ của các vận động viên. Tuy nhiên thì khi đạt đến một đẳng cấp nào đó thì sự chênh lệch sẽ không còn quá nhiều, và hầu hết sẽ là do phong độ cũng như là chiến thuật trong từng trận đấu. Vâng, như vậy là sẽ có game point dành cho Văn Huấn. Ở thế bị dẫn trước 8-6, bây giờ Văn Huấn đã lên đến 10-8 rồi. Vâng, bấm sâu vào trái tay của... Rồi vâng, em chào Nick Nga Việt ạ. Bạn Văn Đạt của Hải Dương đánh 2 trận vào ngày hôm qua. Có lẽ là cũng đã kết thúc vòng bảng rồi. Anh ơi, 3 giải quốc gia chọn 16 vận động viên xuất sắc là những giải nào? Cái này thì mình không dám chắc. Cái này thì mình chưa dám chắc để có thể trả lời bạn Minh Công ạ. Cái này có lẽ mình sẽ phải tham khảo ý kiến của mọi người. Vâng, 0-2. Một trận thua trước Quân đội 2 và một trận thua trước đội Đà Nẵng 1. Vâng, bạn Đạt đạt trong 2 trận đồng đội thì bạn Đạt đã để thua 4 trận ạ.
Và rất tiếc là bạn chưa giành được chiến thắng trong trận đấu nào. Em chào anh Đức Phí. Vâng, chào Đức Phí. Em hôm qua thấy áp ảnh đánh giải Hà Đông xong sáng nay đã vào Bắc Đắk Lắk Bình Thuận rồi. À không, đây là Pleiku, không phải Đắk Lắk Bình Thuận. Vâng. Buổi chiều thì chiều chủ nhật là mình có thi đấu và buổi sáng sớm thứ hai là mình cũng đi luôn về vào Pleiku. Cũng là hết sức đam mê để, mong muốn đóng góp cho cộng đồng bóng bàn Việt Nam. Một năm đóng ngược rồi. Chào cào quá. Rất đáng tiếc tình huống Văn Huấn tự đánh ra ngoài. Hai năm. Vâng, Văn Huấn đánh với Đăng Hiệp có vẻ như là đang bắt bài rất rõ. Định ra quả gì, định đánh quả gì, Văn Huấn gần như là đọc được hết. Rất tiếc thì tình huống vừa rồi Huấn giật ra ngoài. Bàn bên cạnh tỷ số to như thế nào rồi em? Vâng, chào bạn Văn Hải. Bàn bên cạnh thì là đội Đồng Nai đang dẫn trước 2-1 trước đội Khánh Hòa. Trận đấu thứ tư sẽ là anh Thành Luân và bạn Sơn Phủ Lý. Sơn của đội Khánh Hòa. Vâng, chào Nick Thuốc hay dân gian. Đang đánh đơn hay đồng đội? Đây là đang đánh đồng đội ạ. Đánh đơn thì sẽ vào ngày mai. Tối mai thì sẽ là nội dung chung kết đồng đội. Còn trong ngày hôm nay sẽ diễn ra tứ kết và bán kết. Đấy là theo lịch thi đấu. Vâng, gỡ rất nhiều điểm số đến từ Đăng Hiệp rồi. 5-6. Đạt còn được thi đấu trận đơn nào không ạ? Có lẽ là Đạt sẽ thi đấu đơn vào ngày mai ạ. Đây là vòng gì rồi anh, bạn Phan, vẫn là bạn Phan Tân. Đây vẫn là vòng bảng. Đây vẫn là vòng bảng. Và vòng bảng sẽ kết thúc trong sáng ngày hôm nay. Vâng, Văn Huấn dẫn rất sâu 6-2. Bây giờ thì dừng im ở số 6 và Đăng Hiệp đã lên đến số 7 rồi. Bảy đều. Rất tốt. Tám đều. Tầm này thì có khi là những quả nào khó nhất thì bung ra thôi, chứ còn không nên giữ nữa. Vâng, đã hay, đã may, lại còn may như thế nữa. Rất đáng tiếc và rất tiếc cho Đăng Hiệp. 9-8. Trả rất ngắn đến từ Đăng Hiệp.
Nhà vô địch SEA Games hôm nay có đánh không, bình luận viên dễ thương? Vâng, em chào chào Nick Bùi Ngọc Huy ạ. Hơi giòn rè đến từ Đăng Hiệp. Và Văn Huân đã cân bằng tỷ số 10 đều. Để em kiểm tra lại xem. Đội Hải Dương 1 thì hôm qua là chiến thắng đội Gia Lai số 3-0. Và trong đó là đó sẽ là bảng 2 người. À, bảng 2 đội. Cho nên là đội Gia Lai và đội Hải Dương 1, đội của Tuân cũng sẽ bước chân vào vòng loại trực tiếp luôn, 1-16. Vâng, như vậy là Đăng Hiệp đã để khán giả được theo dõi những điểm số mãn nhãn. Đây là vẫn vòng bảng. Vâng, điểm đầu tiên dành cho Văn Huấn. Một đều rồi. Dạ vâng, đây vẫn là vòng bảng ạ. Trong tiêu đề em cũng thường xuyên trong phần mô tả em cũng có ghi khá là rõ là vòng bảng ạ. Dạ. Số đề sổ rất to rồi. Văn Huấn đang là người dẫn trước. Vâng, liên tiếp là những tình huống tăng lực xong lại giảm lực đến từ Đăng Hiệp, để cho Văn Huấn đã mắc lỗi trong tình huống vừa rồi. 2-3. Vâng, 3 đều rồi. Rất xoay. Bốn đều. Trả là bóng quá hay đến từ Đăng Hiệp. 4-7. Trong trận đấu này thì Văn Huấn đang hơi trùng xuống.
Vâng. Rất nhanh. Đăng Hiệp trở lại trong set đấu này. 16. Vâng. Và vâng, khởi đầu set đấu thứ 5 này, Văn Huấn đã vươn lên rất mạnh mẽ, 3-0 rồi. Quá hay. Vâng. Vẫn là bài cắm sâu khiến cho Đăng Nghiệp phải nhấc hết người lên để giật. Phần việc còn lại là đơn giản dành cho Văn Huấn. Lên. Quá hay, vâng, liên tiếp là tấn công, đập bóng vào giữa bảng, 5-0 rồi. Văn Huấn quá mạnh mẽ trong trận đấu này. Vâng. Giật bóng rất thông minh đến từ Văn Hiệp, Đăng Hiệp. Vâng. Điểm số tốt. Bình tĩnh và thi đấu chín chắn trong set đấu này. Đăng Hiệp thì đang khá bí. Quá hay, quá hay, quá hay. Cả hai dồn nhau đến sát đường dinh để mà đối giật thì có thể thấy là sức mạnh và tốc độ nó mạnh như thế nào. Vâng, Đăng Hiệp đang trở lại và có phần hưng phấn. Quá hay. Một bóng tốc độ cao đến từ Văn Huấn. Vâng.
rất mạnh mẽ. Hiệp đỡ lỗi rồi. Metroid dành cho Văn Huấn. 17 rồi. Vâng, và ăn ra bóng luôn. Xin chúc mừng Văn Huấn đã vượt qua đăng hiệp tỷ số 3-2.